Vừa qua, chương trình Cà Phê Thách định hướng phát triển khu chế xuất Tân Thuận và vai trò quản lý năng lượng trong việc chuyển đổi ESG do Ban quản lý khu chế xuất Tân Thuận HEPSA, Hội doanh nghiệp cơ khí điện Thành phố Hồ Chí Minh, Hội tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh và DigiQueen Software Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra thành công với sự tham dự của những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực. Nổi bật tại hội thảo là quá trình chia sẻ chuyên sâu về vai trò của việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để phân tích thị trường và đưa ra giải pháp toàn diện hiệu quả. Sau bài phát biểu của ông Trần Việt Hà, Phó trưởng ban Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HEPSA, những chủ đề đã được đưa ra thảo luận bao gồm: chủ đề triển khai ESG trong chuỗi cung ứng kinh nghiệm từ Đài Loan, trình bày bởi bà Daphne Tsai từ DigiQueen Software Việt Nam; chủ đề kiểm soát phát thải khí nhà kính hướng tới mục tiêu phát triển bền vững với ông Hoàng Danh Tùng từ DigiQueen Software Việt Nam; chủ đề IoT quản lý năng lượng bởi Nguyễn Ngọc Chánh, công ty trách nhiệm hữu hạn Camelia. Ban quản lý khu chế xuất công nghiệp HEPSA đó hiện nay đang thúc đẩy một cái chương trình chuyển đổi ở từng khu công nghiệp theo xu thế này, là một cái xu thế phù hợp với cái phát triển của toàn cầu, nhưng mà quan trọng hơn là cái lộ trình chúng ta phải thực thi đó thì nó cũng đã cấp bách lắm rồi. Vì vậy cần thiết phải thúc đẩy nhanh cái quá trình này và có những cái công cụ phù hợp để giúp cho các cái doanh nghiệp có thể đánh giá được cái mức độ phát thải và tiêu thụ năng lượng của mình và từ đó có cái lộ trình thích hợp để chuyển đổi dần theo cái mục tiêu đã được đặt ra. Có thể thấy việc áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm hướng đến mục tiêu kinh tế xanh, xu hướng toàn cầu và Việt Nam vào khu chế xuất Tân Thuận là điều vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Chương trình Cà Phê Thách định hướng phát triển khu chế xuất Tân Thuận và vai trò của quản lý năng lượng trong việc chuyển đổi ESG là nguồn thông tin hữu ích cho khu chế xuất Tân Thuận nói riêng và các doanh nghiệp nói chung trong việc tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu tác động môi trường và phát triển bền vững.